Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của em ha. Hôm nay là em quay ban đêm về cái dạng thọ dòng T cho anh chị xem nha anh chị. Thì hiện tại là cái dạng thọ của em là nó cũng đang ảnh hưởng của cái ánh đèn đó nè. Em quay cho anh chị xem. Đó, cái ánh đèn đường nha anh chị ha. Ở đây thì em có một cây mai anh chị nè. Em giờ để chỗ này cho nó khuất cái dòng T992 lại, cái bông T92 lại. Mà em thấy cái T93 này nè, hiện tại là nó đã làm nụ nè, nụ nó cũng hơi to nha anh chị ha. Thời điểm này là cũng đã 29 tháng 11 âm lịch rồi, ngày mai là mùng 1 tháng 12 nha anh chị ha. Nó làm nụ rồi nè, nụ nhiều luôn á. Cái này thì em tưới phân lỏng nha anh chị ha. Em sử dụng cái thùng dồi mình nước này nè, để em tưới cho nó, pha phân lỏng ra tưới. Với lại em tưới nước nó nhiều. Thời điểm tối này mà em còn tưới nước cho nó đó. Còn T92 này thì nó chưa có làm nụ đâu. Nó mới chỉ có những cái nụ bằng trắng trắng à. Chỗ này để em quay cho anh chị xem. Đó, chỗ này nè, nó cũng đã làm nụ rồi nha anh chị ha. Nhưng mà nó ít, mấy cái chèo nó cũng ít ra lắm. Anh chị xem ha, tàn bông cũng ok lắm. Nó ra tùm luôn, cây nè, người xem cây nè. Đó, ra ok ha, dùng tê thì em thấy là mày cây nó to lắm. T93 chỉ có một hai cây là T46, hình như là cái cây này nè. Là T46 nè. T46 nè. Đó, tại vì bữa em bơm mấy cây á rồi em chen vô luôn. T92 nè, anh chị xem ha. À, khi mà gặp ánh đèn như này nè, nó có thể là nó trễ nha anh chị ha. Những cái dòng như là 006 mà vàng chanh á, như cái này đi. Cái này là của dòng T92 nè, có thể như gặp ánh đèn đường thì nó có thể là nó trễ nha, thậm chí là nó bị điếc nụ luôn á. Trong cái trường hợp này thì có thể là tưới lỏng thằng 2015 ha, có hàm lượng kali á để mình tưới cho nó. Nếu như là mình không có gì mình che lại nha. Còn ở đây thì của em thì nó đã làm nụ rồi, cỡ này thì chắc nó cũng sẽ không có bị điếc đâu. Ok luôn nha anh chị ha, bông ra nè. Anh chị xem cỡ này ha. Cập những cái tình hình cỡ này thì em không có sợ nó sớm đâu. Nó cũng vậy, nếu như là em rút nước xiết á thì nó em không chịu tưới nước á thì nó sẽ sớm. Còn nếu như là em tưới nước đều thì nó sẽ không có sớm đâu nha anh chị ha. Em mới xịt ẩm cho nó nữa nè. Tưới nước thì em tưới nước hồi xế rồi. Khoảng 2-3 giờ ấy, em đã tưới nước cho nó rồi. Bây giờ thì em xịt ẩm lại, em xịt ẩm trên thân rồi luôn nè. Cây có gì nó cũng được. Tết thì em chơi hai cái chậu bự này nè. Trồng để trước cửa nhà là nó đẹp anh chị ha. Với một số cái dòng T92 bữa em bơm sớm á cũng còn 9-10 chậu gì đó. Đó. Với lại ở đây em có hướng dương nè, hướng dương này nó cũng đã làm nụ rồi nhưng mà cây nó lùn quá. Tối thì lá nó sụ xuống vậy thôi nha mọi người ha, chứ sáng là nó bung ra hả. Đó. Đó, chèo nè anh chị. Cũng khá là ok ha. Này dòng T dòng cam đỏ thì nó nở bông sớm hơn cái thằng màu vàng chanh. Nhưng mà được cái nó lâu tàn nha anh chị ha, nó lâu tàn hơn cam đỏ mà nó lâu trắng cánh á. Cỡ này là mình không có xịt được thằng Atonis nha anh chị ha. Anh chị xịt em mốt cái cổ bông ở chỗ này nè, nó dài một khúc luôn á. Đó, anh chị xem ha, đừng có xịt Atonis. Em thấy cỡ này là nó cũng muốn hơi cao cao rồi đó. Tại vậy bữa nữa coi nó làm sao để coi đang, tại vì năm đầu em test thử cái dòng T đó, thành ra là mà em thấy cái thân của nó rất là cao, rất là to nha anh chị ha, thân mập lắm, thân to mập. Em quay cho anh chị xem, nó thân to mập lắm ha, to rất là to mập luôn. Giá cái giá thể thì cũng như cái mấy cái kia thôi mà thấy thân to mập. Anh chị xem nè, nó chèo bông ghê ngon lành luôn ha. Quay này quay buổi tối nha anh chị ha. Ngày buổi sáng em quay vườn nha anh chị xem. Cái này em trồng tại nhà thôi. Cây cũng rất là tốt, sung nó nha anh chị ha. Cây cao. Anh chị xem. Hai chậu test thử hai màu luôn. Rồi nay quay buổi tối cho anh chị tham khảo nha. Dòng T nha anh chị. Được thì năm tới anh chị mua cây giống của Thế Giới Hoa trồng thử coi nó thế nào ha. Rồi em mến chào nha.